Theo cơ quan khí tượng, hôm nay ngày 29 tháng 3, từ miền Bắc tới miền Trung, nhiều nơi tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào, cục bộ mưa to nhưng khả năng mưa đá giảm so với hôm qua 28 tháng 3. Tại Tây Nguyên, hôm nay cũng có thể mưa giải nhiệt. Nhưng riêng Nam Bộ là nơi duy nhất hôm nay chưa thể có mưa, với dấu hiệu và xác suất mưa rất thấp. Báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 tháng 3 đến sáng 29 tháng 3, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa diện rộng. Lượng mưa đo tại Yên Bình, Yên Bái 61mm, Bạch Ngọc, Hà Giang 50mm, Hữu Lũng, Lạng Sơn 49mm, Phúc Yên, Tuyên Quang 49mm, Hóa Thượng, Thái Nguyên 41mm, Hồng Sơn, Nghệ An 101mm. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hôm qua nhiều nơi đã có mưa đá với cường độ nặng như Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Nghệ An. Dự báo ngày 29 tháng 3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Đến chiều tối và tối nay 29 tháng 3, ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm.